Ok, hello xin mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại bộ này của mình trong phần chơi cái gì quên mẹ, Rusty Lake Cube Escape Seasons. Ok, và trò chơi chúng ta vẫn chưa kết thúc. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thay đổi quá khứ. Rồi bắt đầu có chuyện vui rồi. Mắt thì cái phần thay đổi quá khứ này mình xem tutorial nó là cả một vấn đề luôn. Nên mình là ha sử dụng một cái thiết bị khác để mình hỗ trợ cho mình. Ok, hôm nay ở đây nó để những bức tranh của chúng ta vào mùa xuân, chúng ta bức tranh hoàn thành mùa xuân ấy là nó để lúc 9:05 đúng không? Thì quay trở lại với mùa xuân, thay đổi cái đồng hồ ngay chỗ đó đúng không? Cùng với các loại khác nữa, các chỗ khác. Ok, chúng ta bắt đầu đi vào quay về mùa xuân nào. Let's go baby. Xuân. Rồi, ta sẽ quay lại với cái đó. 9:05 đúng không? Rồi, đồng hồ. Đây. 9 giờ. Oh, wow, và bây giờ tất cả mọi thứ đều quay ngược. Mở cửa tủ ra. Ok, thì vẫn là mình, vẫn là cái bóng này, it's me. À, ok. À, chúng ta có cái bay shovel, mình sẽ đào cái này đi. Để tổ cái đây để sau đi, mình sẽ từ từ làm tiếp. Chìa khóa nè. Bé. Đây đi bé. Không phải này, nhầm chỗ. Khóa chỗ nào nha? Khóa chỗ nào ta? Mình đã tự chơi mình không có xem cái đó. À đây, gắn này lên đây. Bài hát quen thuộc đúng không? Bài nhắn rất là quen thuộc luôn. Và cũng ngay cùng cái tần số đó luôn. Ta có được cái chìa khóa nữa. Đã ghê không? Cái chìa khóa này làm gì ta? Tutorial, giúp tao. Bli, bli bli. Tutorial, bli help me. Đây, còn mở cái cửa này cho con chim nó bay ra. Rồi, ok. Chúng ta cùng nhau là quay trở lại với cái chỗ đó. Chỗ này. Mở đây ra. Có thấy này quen thuộc không? Rất là quen thuộc đúng không? Ok, chúng ta sẽ là 1 4 8 7 đúng rồi. Đấy, cái này rất là quen thuộc với những người mà đã coi xong cái phần trước với cả phần The Lake. Ta dùng cái này bắt đầu đây là lần thứ 3 rồi. Mở ra, ta có seed, hạt giống. Rồi, ok. Ta gieo hạt giống vào đây. À, nhìn thấy không? Rồi, có gì vui? Gieo hạt giống vào rồi sao nữa? Eto. Phát. Tại đây. Đây là cái nồi với tí nước. Ta sẽ dập lửa đây. Lấy này lại, không biết nó cháy qua bao nhiêu lâu rồi mà nó vẫn còn ở trong này. Bé chim nó bay ra ngoài rồi nè. Giờ thì ta dùng cái này lên cho bé chim đi. Bye, bye bé. Bye bé. Nhớ quay về nha. Bye bé. Mày không về tao không chơi được xong game này đâu. Ok, và có thể thế này là xong, chúng ta sẽ qua phần khác. Ok, thế thôi đúng không? Gì nữa không? Đốt đèn cày, tất nhiên đèn cày này mình đã đốt rồi. Ok, let's go. Ta sẽ quay về với mùa thu 1971 nha. Muốn chơi, muốn coi lại chỗ này quá. Vui ơi. Thấy vui ghê ha. Binocular. Rồi quay lại. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng tiếp cái vụ này. Nó để là bao nhiêu nhỉ? 3:55. Mọi thứ vẫn tiếp tục quay ngược như xưa. Rồi, mở rồi. Thằng này vẫn là chúng ta. Nên đây là cây cờ lê. Cờ lê. Đây. Thì có chỗ này dùng cờ lê xoay được nè. Bắt đầu nó nhiễu nước ở chỗ đó rồi ha. Ok, nhiễu nước chỗ đấy đi. Sau này tao có cái để tao xài tiếp. Ok, chúng ta bắt đầu sang mùa thu 1971. Hay, quay lại căn phòng đẫm máu nữa ha. Hơi sợ căn phòng máu không. Để coi bên này nó để là bao nhiêu nhỉ? Mình check thử coi.
11 giờ. 11 giờ quay cái này bao nhiêu đó nhờ? 25. Bụp. Vâng, vẫn lại là chúng ta ở đây ta có cái xương rồng nè. Cái mình trồng lên là cái xương rồng á. Hello bạn. Trời ơi, lâu lâu tới đây chơi vui ha. Vui ghê. Đốt đèn cày. Lại đốt đèn cày. Bất kỳ phần chơi nào mình chơi cũng đốt đèn cày hết. Miễn có là mình đốt. Ok, ta quay về là tới phần trước thì nó có, nhưng phần này là không có. Cái phần trước. Ok, ta lấy cái xương rồng, vì xương rồng đã có trái rồi á. Ghê chưa. Bé chim về kìa. Đúng không? Phải bé chim đấy không? Bé chim, hay là mau. Ê tù, ta phải làm gì tiếp á nhà. Bé chim về. Ta có viên thuốc rồ rắc với xương rồng. Vậy ta phải đúng rồi, bên này. Ta vẫn còn ở đây, mushroom cái nấm này của chúng ta. Còn ở đây nè. Ok. Và ok đây coi. Mở lại điệu nhạc quen thuộc của chúng ta. Tăng thôi được rồi. Được rồi. À, bé chim về, bé chim cho ta flower. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu quá trình gọi là tạo ra nhiên liệu để mà thay đổi quá khứ. Trước hết ta sẽ bỏ cactus fruit vào đây, đổ nước đi được không? Được. Xay nó ra. Đây là nước nước xương rồng. Ta có thể bỏ đây được không? Đây mà đó. Đây là nước xương rồng. Ok, tiếp theo. Hứng đi nữa. Bỏ vô đây. Bỏ viên Brozac này vô. Rau màu xanh Brozac juice. Trời ơi, juice nữa chứ. Trời ơi, đây là nước ép. Nước ép của cái viên Brozac. Rồi, hoạt động đi bạn. Tiếp theo. Lại hứng nước. Bỏ vô đây. Bỏ vào đây. Cái này ta bỏ bông hoa vào. Chúng ta sẽ tạo ra nước hoa. Flower juice. Cái ông này vẫn để là juice. Flower juice nữa chứ. Ok. Hoạt động đi bé. Ok. Nhanh. Cái nhẹ thôi. Chúng ta bắt đầu với phần cuối cùng. Ta có. Ui trời ơi, cái gì đây? Chưa kịp nói. Cái gì vậy? Cái nước ép nấm. Fuck các ông ơi, nhẹ tay với tôi. Bli. Quên chưa cho nó hoạt động. Chạy đi bé. Ok, ở đây ta có nguyên cái bộ này đã hoạt động hết rồi. Kéo nó xuống. Nani. Oh, thứ tự. Bông hoa, nước hoa ở phòng đầu tiên, hiểu không? Tới cái nước ép Dragon Pie số 2. Ấy má rồi. Này đổ đâu bây giờ? No. Coi tutorial cho nó làm sao bây giờ? No. Cái nước này giờ đổ đâu ta? Từ để check thử coi. Để coi nó làm thế nào nha. Well, cái thứ nước đấy là nó đổ cái phòng. Phòng mấy gì nhỉ? Phòng này. Phòng này mới là nước của cái kia. Không phải là nước rồ rác. Phòng này là nước của cái. Cái gì ấy nhỉ? Nghe quên mẹ ơi. Của này. No, trả lại tao lại đổ này ra đây nha. Tao hãy đổ này ra đây. Oh yes. Rồi, thay thế được sai lầm bản thân. Fruit juice sẽ đổ ngay ở cái phòng này. Không phải phòng này, phòng này. Đây là Prozac juice. Ok. Em biết được đổ chỗ nào.
Nè, xíu nữa lại hả, mày chả làm được gì rồi. Nào. Ok, tiếp theo thì để coi là nó hả xài cái nước gì. Tiếp theo nước chúng nó làm là nước hoa. Ok, tay lượm nước hoa coi nước hoa nằm chỗ nào. Đây, nước hoa. Đúng, đúng rồi. Giờ thì nước hoa nằm ngay chỗ máy xay. Ok, tốt rồi. Nước hoa bé ở đây. Nước tiếp theo là thứ nước Brozak. Nước Brozak thì nó sẽ để ở cái phòng nào ta? Nước Brozak để ngay phòng kiến, phòng phòng kiến, phòng kiến, phòng kiến là thằng thứ nước đen này rồi. Sao ta? Tôi phải làm sao? Phải làm sao nhỉ? Để tạm này qua đây hả? Rồi giờ chạy sang bên này, hứng cái nước ở đây, hứng nước ép này ở đây, rồi để nó lại đây, rồi lấy cái nước Brozak để qua phòng bên kia. Rồi nước Brozak vô đây, chạy luôn đi bé. Rồi cái nước cuối cùng, nước ép nấm vào đây. Ơ quên, cho chạy chạy đi bé. Rồi ok, để coi. Let's go baby, được chưa? Cũng chưa được. Bông hoa là nước thứ nhất, nước của bông hoa. Nước của bông hoa là số 1, là nó cho ra màu hồng, đúng không? Cái đèn hồng là đèn thứ nhất, đúng rồi. Tiếp theo là nước ép đó, nó mới tới nước ép nấm thứ ba. Rồi xài vị trí của hai này rồi, ép nấm thứ ba. Ép này là ép nấm trước, ép nấm để ngay chỗ đó đó. Để sao mình coi thế nào nhỉ? Là ní hỏi chấm ép nấm vào đây, chạy đi bé. Ép nấm thứ ba rồi tới nước Prozac. Rồi chạy đi bé. Rồi chịu chưa? Đèn sáng rồi kìa, điện thoại rung. Yeah. Thôi không bắt máy được. Hỏi chấm, tại sao? Kéo lại coi, bắt máy không bắt máy được. Hỏi chấm, tại sao lại không bắt máy được? Vấn đề gì xảy ra vậy? Ok, phải quay lại về mùa xuân á. Mệt vậy. Nhà chỉ gạt để đó thôi hả? Mình chưa gạt. Nãy gạt rồi, mình không biết nó có tính hay không. Chưa gạt nè, rồi gạt cái. Rồi để đó, chạy. Về mùa xuân. Về lại mùa xuân. Rồi chúng ta làm gì mùa xuân đây? Về mùa xuân nghe điện thoại thôi ha. Đơn giản nghe thôi ha. Hello, điện thoại của tôi. Bùm. Đây là mình. Ồ, thế mình là cái cô này á hả? Vui vậy. Yeah. Winter 1981. Cái này là cái gì? Chấm đen này là gì? Này là cái cây. Chấm. Vô gì đây? Cửa sổ hả? DN. Thế nào được? Sao? Ba nhớ từ hồi cái hồi mùa xuân của mình á, là mình đứng ở ngoài cửa sổ mình thấy cái chị đứng ngoài cây không? Quay hồi mất. Bây giờ mình lại thấy cái chị trong này, không lẽ mình là người. Căng vậy. Mọi thứ vẫn còn tiếp diễn mà tới đây thì là hết rồi. Ok, thì nếu mà thích video mình thì nhớ like, share cho mình hơn, chứ là động lực cực lớn trong làm video tiếp theo ấy. Ok, bye bye mọi người, một cái mình chờ tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Tụi này nhanh quá. Love me, love me, love me.